Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm cái khẩu AK-47 Bombis. Cái khẩu này thì hiện tại nó vừa được bán ra mấy hôm rồi. Các bạn có thể mua nó bằng hình thức mở hòm. Và hên xui có thể là mở 1-2 hòm là ra ngay vĩnh viễn. Hơi xạo một tí nhưng có thật đấy. Biết đâu mở ra 1-2 hòm được vĩnh viễn thì mát ruột. Ok, cái khẩu này thì nó rất là ngon. Nhưng ngon ở level 2 thôi. Chứ level 1 thì nó vẫn chưa thể hiện được cái đẳng cấp gì. Sao lại được tơ lại ăn chay này? Vâng, đi thẩm du cái này một hành động sai trái và gây phản cảm nhá. Ui dồi ôi, may quá, nghe tiếng chân. Tí nữa thì rơi vào vòng tay của chị y tá rồi. Làm gì căng nhỉ? Muốn test cận chiến này. Ok. Bưởi mà cứ đáp vào mặt như thế này thì không ăn làm sao được. Ôi dồi ôi, mất giáp rồi. Vâng, bạn tơ hay lắm. Cái định mệnh tính me me cận chiến thằng tơ thôi mà. Ông tia chớp này ông còn lòi cái mặt ra cover cho nó nữa. Được bạn xác định như bạn này. Lại đây. Ui trời ơi, đứng bất lực à. Ơi rồi ơi, tí nữa là ăn được rồi. Mấy thằng thùng hàng nha. Ăn bớt bớt lại. Người ta chửi đấy. Người ta chửi đấy. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn bạn tia chớp nha. Sao lại đông giúp 3 AFK này. Còn 2 thằng nữa để kiếm hero. Ha ha, đuổi theo này. Chúng mày cứ bơi hết vào đây. Ui, lỡ tay. Con sao lại nó lại bắn nó vào đầu nhỉ? Đây rồi. Lấy rồi. Ui trời ơi, thơm thế. Vâng. À, mình lỡ bắn vào đầu bạn. Nhảy đi bạn ơi. Mình không thấy gì cả. Bắt mình mù bà rồi. Chả thấy cái gì. Ui trời ơi, tí nữa. Cạn lời. Tí nữa là ăn được một xiên nữa rồi. Ok, cái này cận chiến rất là phê. Mà trận lúc nãy bị mất giáp nên cảm giác nó hơi bị hụt hẫng một tí. Không sao. Cái này mà cứ đè liên hoàn vả vào người thì kiểu gì nó cũng chết à. Ôi, đậu xanh. Cầm tơ rồi. Một bé này. Gì đấy, thùng hàng thẩm du hơi bị đông này. Ăn, ăn AK này. Thằng nào không ăn. Cứ để AK mà ăn, làm sao tụi nó sống được. Để tụi nó còn hồi sinh nữa chứ. Bọn ấy chỉ chết lâm sàng thôi. Chạy à. À, parkour. Ghê đấy. Xoài. Úi xoài ơi, rớt rồi. Rồi, ok. Bạn là nhất. Định mệnh hai thằng thùng hàng. Úi dồi ôi, thằng này làm gì vậy? Hách đi xuyên tường à? Thôi xong rồi. Vâng, tầm này chắc bạn ấy đã bị một cái thế lực gì đấy phù phép lên người. Và bạn ấy đã phải rơi vào vòng tay của bạn tia chớp rồi. À, gì đấy cưng? Không biến luôn. Ôi, ôi, ôi dồi, không biến. Cái gì cơ? Nghĩ gì vậy? Ui trời ơi, yếu mà còn ra gió. Nà ní. Ok, chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo. Ở trận này chúng ta sẽ test cái liên hoàn cận chiến của AK-47 Bombis. Cái này mà cứ đè liên hoàn vả vào mặt zombie sướng lắm. Và các bạn cũng có thể bỏ tiền ra mua đúng 1-2 hòm thôi để chúng ta có thể test được cây AK-47 Bombis này thông qua 12 giờ hoặc là 1 ngày. Rất là tuyệt vời. Khi các bạn test xong thì các bạn chỉ ước nó là vĩnh viễn thôi. Tại vì nó rất là thơm. À, nhấp nháy này. À, chạy đâu ấy cưng. Ngọc Hùng. À, được rồi. Từ từ bạn ơi. Mình thấy máu bạn yếu rồi. Bạn cũng nên nghỉ ngơi không? Ây à, chơi thủ đó hả?
Tiền là khổ. Đây là AK-47 Bonbit mà. Thủ thế đéo nào được. Vô lý. Vâng, các bạn thấy sức mạnh của cây này không ạ? Nó quá là bá. Tại vì chả có con Zumbai nào có thể công thủ, có thể thủ được lại với cây này. Tại vì nó vả liên hoàn. Đéo sợ. Cái phim nhấp nháy cứ bật cận chiến liên hoàn lên và dã thôi. Ui giời ơi, những tay xế chết luôn rồi. Để rồi, ra sau này bạn ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ui trời ơi, không thể mít được. Vâng, trăm phát như một. Trời, cái gì đấy. Đúng rồi, xuống đây. Hay quá. Lại có zoom bay để mà thông rồi. Ơ, sao không qua đây? Ui trời ơi, ăn nguyên quả bom. Thằng nhóc, qua đi bạn ơi. Nấp làm gì? Nấp làm gì? Ui trời ơi, không sợ mít. Đâu hết rồi? Anh em đâu, bơi hết vào đây. Đúng rồi, này 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 này. Ê Thi ơi, đây đây, đúng rồi. Đúng hướng là Thi ạ. Thi ạ. Ôi trời ơi. Ôi, lỡ tay. Hàng ngon là đây. Ôi trời ơi, đời bạn lâu lắm rồi. Ôi, thôi xong rồi. Cận chiến lỗi rồi. Không sao, trận này chúng ta sẽ clear bằng hero. Bời vào đây. Còn một thằng nữa. Đâu rồi? Ôi, một con nữa đầu thằng hero đầu kia rồi. Ok, các bạn có cảm thấy nó mát tay không ạ? Nó mát VL luôn ý. Vâng, cực kỳ đã với lại cây này. Chào anh Ân, ok. Chào các bạn trong phòng này nha. Cho em mượn súng đi anh. Ôi trời ơi, đang làm clip mà mượn súng cái éo ấy trời. Nàn ý. Và các bạn muốn sử dụng súng thì có thể mua hòm ủi căng nhở. Té rồi. Chạy đi bạn ơi. Mình thấy bất khả thi rồi đấy. Top 1 thì như gặp rồi. Vâng, cái ạc này thì con bé Kim The Best nó chơi rất là nhiều nên chắc chắn là phải gặp thôi. Vâng, bút kêu lộ liễu quá. Rồi thôi, khi mà biết mình thì anh em đã đối xử với mình khác hơn xưa rồi. Bây giờ toàn được bút kêu thôi chứ không còn bị ăn hiếp như hồi trước nữa. Rồi lại bút kêu này. Trời ơi. Ui rồi. Thế này thì anh em lại bảo mình thuê diễn viên nữa. Thế thì chết. Ui, lắm thế này. Cái định mệnh còn chém lại một cái nữa. Được. Ok, fine. Ở chắc là nốt trận này mình nghỉ nhá. Anh em đâu, bơi hết ra đây nào. Sao ít zombie ấy nhỉ. Dưới bạn ơi, dưới. Đúng rồi. Vâng, xuống dưới này chén nhau cho nó sướng. Ui, rõ ràng là dừng rồi mà thấy đích nó chít luôn nhỉ. Con kính đam không được tốt rồi. Không sao. Ui trời ơi, cái khẩu AK 47 Bonbit này nó sấy đau cực. Bắn một chân. Ok. Ok. Chạy đường nào cho nó thoát. Còn một con nữa. Mỗi con nữa thôi. Và anh em nó bút kêu cận chiến cho mình hết rồi. Khổ thân. Trời ơi. Và các bạn cứ gặp mình và cứ hiếp mình cũng được, không sao. Cơ bản các bạn bút kêu lộ liễu ghê á. Rồi, có hero. Chắc mình sẽ biến luôn. Biến luôn. Quẩy cho nó sướng. Mất giáp rồi. Không đú được. Cái gì cơ? Chạy đâu ấy? Thôi, chạy làm gì? Nhìn kết thúc nào. Trời ơi, nó chạy kìa. Đúng rồi. Này, thông cái gì mà thông. À, luôn ra đây á. À, chạy đâu ấy?
Cái định mệnh, thằng này chạy nhanh ghê á. Chạy này, ô kìa vẫn còn một thằng nữa. Vãi nồi. Ok, hết giờ rồi. Cho mình sẽ kết thúc clip tại đây, các bạn xem thấy hay quên like.